đối chủ nghĩa gần chợ Thái Bình có một dãy phố thấp và cũ, lại chờ cửa về phía mặt trời lặn, nên sớm mai đã 8 giờ rồi, mà trong phố vẫn còn lờ mờ, không được sáng sủa. Cậu Châu Tất Đắc ở chung với hai người bạn đồng song, tại căn phố đầu trong, về dãy phố này. Hai người bạn ấy, một người tên là Lê Võ Lộ, làm giáo sư ở trong một trường tư ở Sài Gòn, còn một người tên là Nguyễn Tự Cao, giúp việc trong một hãng buôn, mà hay tập làm văn nên đã có danh ít nhiêu trong làng văn. Ba người không có vợ, chỉ có mướn một đứa nhỏ ở đặng coi nhà và sai vặt mà thôi. Thường thường ba người hay dắt nhau đi ăn cơm tiệm, còn bữa nào ở nhà thì sai thằng nhỏ đi mua cơm và đồ ăn đem về ăn. Sớm mai này, nhằm chúa nhật nên ba người đều ở nhà. Tất đắc mặc một bộ đồ, pyjama, bằng lụa trắng có sọc xanh, nằm trên một cái, đi văng, lót phía trong vách, tay ôm cây đờn, mandolin mà dao nho nhỏ. Võ lộ thì mặc quần tây với một cái áo sơ mi, một cụt tay, ngồi tại bàn viết để tại cửa sổ bên phía tay mặt mà coi nhiệt báo. Còn tự cao thì mặc đồ tây bằng nĩ xám có sọc đen mà mình đã thấy tất đắc mặc đi chơi trong chợ đêm hôm đó. Cậu chấp tay sau đít đi qua đi lại trong nhà, cúi mặt chăm chỉ ngó mũi giày, một lát thấy trao mày, một lát thấy gục gặc đầu, bộ đương suy nghĩ một việc gì quan hệ lắm. Trong nhà chẳng có tiếng nói nào hết, chỉ nghe tiếng đờn của tất đắc gì giả, với tiếng giày của tự cao cốc cốc mà thôi. Thình lình tự cao nói lớn rằng, thiệt không có xứ nào như đất Sài Gòn này. Võ lộ lại hỏi rằng, đất Sài Gòn này làm sao? Tính viết một cuốn sách đặng giải bày cái chủ nghĩa của mình, nên muốn kiếm một chỗ thanh tịnh để suy nghĩ mà lập trụ, kiếm hết sức mà không được. Giữ hôn, tưởng là việc gì ở đâu? Thứ suy nghĩ ở chỗ nào lại suy nghĩ không được? Cần gì phải kiếm chỗ thanh tịnh? toa hay hay lập dị quá xe cộ rầm rập thiên hạ ồn ào làm sao mà nghiên cứu chính lý hoặc phát giác tư tưởng cho được cần gì mà ba muốn suy nghĩ thì dầu buổi sớm mai đứng giữa chợ biến thành mà suy nghĩ cũng được họ ồn ào mặc họ mình suy nghĩ thì tự mình họ có can cập bốn gì tới mình toa quen cái thói vô khả vô bất khả của toa nên toa làm được chớ ai làm cho được tòa muốn thanh tịnh thì vô trong vườn bách thú, năm, mà ngồi. Rồi, chúa nhật trước mà đi rồi, mà đi sớm lắm, mà vô đó mới ngồi chưa được 5 phút đồng hồ thì kế thiên hạ nhào vô dần dần, đờn ông, đờn bà, con nít, sang đá, sáu, mạch lô, bảy, đủ hết, họ coi chim, họ chọc khỉ, làm mà dối trí quá, mà ghét mà đi về. Thôi thì vô vườn ông thượng cũng rồi nữa, mà đi vô chồng mới về đây họ rượt xe máy chạy vồn vụt rồi tới đơn bà đi chợ nói chuyện om sòm thấy mệt chí nghe nhức đầu muốn chết suy nghĩ giống gì được tòa khó quá hèn chi tòa đặt tên tự cao thì phải lắm mà tòa muốn viết sách đặng bày giải cái chủ nghĩa gì đó tòa nói cho mà nghe coi mà muốn giải cái chủ nghĩa tự cao là cái chủ nghĩa mà thờ thủa nay đặng cho công chúng hiểu mà đuổi theo để tấn hóa cho mau lẹ thôi đi tòa tưởng là tòa giải cái chủ nghĩa nào chớ cái chủ nghĩa tự cao của toa đó nếu toa suối họ theo thì toa làm hại thiên hạ chớ không phải toa giúp thiên hạ mau tấn hóa đâu sao mà hại toa suối thiên hạ làm phách thì hại lắm chớ sao tự cao sao lại làm phách tự cao nghĩa là mình cho mình cho mình cao hơn thiên hạ hết thảy như vậy không phải là làm phách hay sao toa lót quá tự cao phải là làm phách đâu chủ nghĩa tự cao mà hay mà lại có ích lắm người nào thực hành cái chủ nghĩa này sẽ vững lòng phấn chí mà bước trên đường đời mình biết tự cao thì dầu mình ở trong giai cấp nào mình cũng không phiền không hồ mình là một anh cu li mà mình biết tự cao thì mình khỏe bụng mình bởi vì mình coi mình cao hơn thiên hạ thì mình có kiêm nể có dua bợ ai đâu ví như có một người nào họ khinh khi hoặc hiếp đáp mình thì mình cho người ấy ngu dại thấp thỏi hơn mình nên mới khinh khi hiếp đáp mình như vậy thì mình khỏi giận khỏi buồn khỏi ngã lòng khỏi thối trí toa át nghĩa như vậy không có được đâu mà sợ toa chạy chật đường dây mà cái chủ nghĩa tự cao thua cái chủ nghĩa vô khả vô bất khả của moa xa lắm nếu ta muốn viết sách mà tuyên bố chủ nghĩa của toa thà là toa bày giải chủ nghĩa của mà còn có ích hơn nhiều chủ nghĩa của toa là cái chủ nghĩa xui xị tuyên truyền làm chi không phải xui xị đâu toa hay lắm đa ở đời mình phải tập tánh, vô khả, vô bất khả, cho được thì mình mới khỏi buồn. Ví như mình đương làm cu ly, thình lình mình trúng số, mình nhảy lên làm phú ông cũng được. Mình đương làm làng, thình lình bị lột chức trở xuống làm dân cũng được. Mình muốn đi chơi, mà vợ ghen nó biểu ở nhà cũng được. Tòa coi người tập tánh được như vậy có phải là khỏe trí hơn người tập tánh tự cao hôn? Để mà kiếm chỗ thanh tịnh mà nghiên cứu lại mà dầu thế nào chủ nghĩa của toa cũng thấp hơn chủ nghĩa của mà. Tại toa tự cao, nên toa mới nói vậy, chớ chủ nghĩa của mà không thấp đâu. Mà thôi, mà cũng vì chủ nghĩa mà chịu thấp vứt cho rồi, không hại gì. Toa đương cãi với mà, mà toa nói vậy, té ra toa cũng chưa chịu thua. Ôi thôi, thua cũng vậy mà ăn cũng vậy, mà không cãi nữa để mà đọc nhật trình. Toa không chịu thua thôi để mà cậy anh tất đắc phân xử dùng hai cái chủ nghĩa của hai đứa mình coi cái nào cao, cái nào thấp anh tất đắc sao anh không nói chuyện chơi cứ nằm đơn hoài vậy anh tất đắc nghe kêu thì ngồi dậy nói rằng cãi lẽ làm chi cho mệt trí nằm nhịp cẳng đơn chơi không sướng hơn à tự cao nói rằng nè tôi cậy anh làm giám cuộc anh phân xử dùng thử coi cái chủ nghĩa tự cao của tôi với chủ nghĩa vô khả vô bất khả của anh võ lộ của ai hay của ai giờ? Chủ nghĩa mà hay giờ nỗi gì? Cái nào hợp với tánh tình, hoặc địa vị của mình, thì nó hay với mình, còn cái gì nó không hợp, tự nhiên mình coi nó giờ. Ấy vậy, hay hoặc giờ đều tùy theo con mắt của mỗi người, làm sao mà phân đoán việc hai anh tranh biện với nhau đó cho được. Tôi coi ý anh sao mấy bữa giày anh ít muốn nói chuyện, cứ nằm ôm cây đờn mà đờn hoài. Tại sao vậy, có sao đâu, tại không có chuyện mà nói giống gì. Võ lộ dây lại hỏi, bữa hôm qua anh đi coi chợ đêm vui hay không? Sao anh không thuật chuyện nghe chơi? Tất đắc trao mày suy nghĩ rồi buông cây đờn nói rằng, ờ, hôm qua vô hội chợ có gặp một việc ngủ, tám, quá, mà hôm nay quên thuật lại cho hai anh nghe chơi. Tự cao hỏi, việc gì mà ngủ? Hôm khai mạc, tôi vô đó, tôi đi một vòng, tôi chán quá nên ra về liền. Tại anh quen tự cao, nên anh mới chán chứ phải mà bữa sau anh đi với tôi nữa thì anh tức cười chết. Anh lấy bộ đồ của tôi anh bận đi, thì tôi đi nữa sao được. Ờ, quên chớ, nè, hôm đó tôi vô khỏi cửa kế gặp chị Cẩm Hương, bà đốc học trường tư ở cầu kho đó phải không? Phải, tôi gặp chị tôi mới diễu sơ sơ ít tiếng chơi, mà coi bộ động chỉ quá. Chị muốn biết miệng tôi, nên chị o bế mời tôi lại gian hàng của chị đặng chỉ đãi bánh mứt. Anh có phước quá không phải được ăn bánh mứt mà thôi đâu, chỉ còn tiến dẫn cho tôi làm quen với hai mẹ con cô Bạch Yến nào đó, chỉ trưng tôi là bác vật mới ngon chớ. À, bây giờ tôi hiểu rồi, tại anh làm quen với cô Bạch Yến, hèn chi anh động ái tình rồi hổm dày về nằm ôm đờn mà đơn hoài. Bậy nà, không phải vậy đâu, tôi là đá mà động ái tình nỗi gì, để tôi nói chuyện tôi làm quen với cô Bạch Yến cho mà nghe. Chắc anh thả dê cho đi ăn chớ gì, anh thờ chủ nghĩa tự cao mà anh nói nghe thấp quá gặp gái mà thả dê ra thì hay ho gì tôi thấy cô bạch yến là gái tân thời mà cô nói chuyện nghe lãng mạn nữa tôi mới làm nghiêm cho cô kiêm nề chơi thiệt quả cô mắc bẫy cô thấy tôi làm tình cô mới kiếm thế mà chọc ghẹo tôi tôi thừa cái dịp ấy tôi diễn giải chủ nghĩa bất cần lao của tôi cô nghe cô chịu quá tự cao với võ lộc nghe như vậy thì cười ngất võ lộc hỏi rằng anh nói cô đó nghe chủ nghĩa của anh thì cổ chịu, mà cổ chịu thế nào? Nghĩa là cổ phục chủ nghĩa bất cần lao, hai mẹ con đều phục hết, chừng từ giả nhau, lại mời tôi có dành lên nhà ở trên tân định chơi, đặng giải chủ nghĩa thêm cho rõ ràng. Tự cao rùn vai nói rằng, anh kiếm tín đồ giỏi quá, tôi cũng phục anh nữa. Phải tôi dè như vậy, hôm đó tôi đi chơi với anh đặng tôi làm quảng cáo cho chủ nghĩa của tôi. Ờ tôi cũng không dè tôi bày chuyện nói cho qua ngày giờ mà lại có người thích nghe nếu hôm đó mà có đủ ba anh em mình thì chắc là còn vui hơn nữa vui mà sao hôm nay về nhà anh lại buồn có buồn chi đâu nè mà chừng cô bạch yến từ giã mà đi rồi chị cẩm hương lại hỏi tôi như muốn chỉ làm mai cho nữa chứ dễ tức cười không chuyện như vậy có cái gì đáng cười đâu mà tức cười như bọn mình đây thì con gái thấy tự nhiên thích lắm có lạ gì mà cười thích móc khỉ họ, chớ thích nỗi gì. Sao lại không thích, gái nào nó vướng tụi mình thì chết đói không đủ cơm mà ăn, không có áo mưa mà bận chớ thích gì. Cần gì vật chất, bàn luận việc đời với nhau cũng đủ no. Võ lộ la lớn lên rằng, ê, anh tự cao bây giờ cũng lãng mạn nữa chớ. Tự cao không thèm trả lời võ lô, lại hỏi tất đắc rằng, còn chị cẩm hương tỏ ý muốn làm mai rồi anh trả lời thế nào? Tô bác ngay, sao vậy, chỉ nói dóc chớ làm mai sao được. Thế khi chỉ liệu làm mai được, nên chỉ mới nói đó chớ. Khó lắm, chớ không phải dễ đâu. Bà già cô Bạch Yến bộ thiệt thà mà đúng đắn lắm. Nghe chị cầm Hương kêu bà bằng, bà huyện, chỉ lại nói bà có nhà tốt, có phố cho mướn, có ruộng đất nữa, chắc là nhà giàu lắm, bởi vậy cô Bạch Yến đeo soàn nhiều dữ. Nếu như vậy, thì là khó thiệt, nhưng mà anh phải làm theo cái chủ nghĩa của tôi, đừng thối chí. Họ có nhiều tiền, mình có tài cao họ có cái mình thiếu mình có cái họ thiếu họ cũng như mình mà mình có tài là cái khó kiếm hơn tiền thì mình cao hơn họ chớ không kém đâu mà anh sợ chủ nghĩa của tụi mình thì để bàn luận bậy với nhau mà chơi chớ đem ra dùng với đời sao được mình nghèo quá không có áo quần mà mặc ăn buổi trưa không biết buổi chiều có ăn được nữa hay không tiền bạc đâu có mà cưới vợ mà cưới nó về rồi làm sao mà nuôi nó tự cao nghe nhắc đến cảnh đớ, chẳng hết giám đốc vô nữa. Võ lộ mới hỏi tất đắc, mà cô Bạch Yến đó xấu người hay đẹp? Đẹp lắm, a à, tưởng là xấu người, ối, mà nếu chị cầm hương làm mai được, cô Bạch Yến ưng nữa, thì anh sợ gì mà từ chối? Anh cứ làm theo chủ nghĩa của tôi đi, sao cũng được mà. Tôi có sợ gì đâu, ai dám đi tới đâu thì tôi cũng dám đi tới đó vậy chứ. Thôi, thì anh đi kiếm chị cầm hương mà chịu đi. Tự cao cản rằng, ê, bầy như vậy không được, thấp lắm, mình phải tự cao chớ, để cho người ta cầu mình mới quý, tất đắc dòm qua đường. Thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa và cô cầm hương trên xe bước xuống rồi ngó dớn rác mà kiếm nhà thì cậu nói rằng, chết chưa? Chị cầm hương đi kiếm tôi kia, cậu nói rồi liền bước ra cửa mà tiếp khách. Tự cao dòm lại cái bàn để giữa nhà, thì trên bàn để lôn xôn xôn một đôi vớ, hai cuốn sách, một tờ nhật trình với một cái ly thì chàng bực mình nên lật đật tom góp những vật ấy mà đem vô trong buồng đặng tiếp khách cho có vẻ thanh nhã cô cầm hương bữa nay mặc quần lụa trắng với một cái áo màu xanh dương tay ôm cái bóp da vàng vừa thấy tất đắc thì cô cười và nói rằng hôm trước cậu chỉ nhà lôi thôi tôi đi liều mạng mà chúng chớ tất đắc chào rồi mời cô vô nhà tự cao với võ lộ đều đứng dậy thi lễ Tất Đắc tiến dẫn cho hai người biết nhau rồi cậu kéo một cái ghế mời cô Cẩm Hương ngồi dựa vào bàn giữa, cậu cũng ngồi ngang đó. Võ Lộ thì ngồi lại bàn viết mà coi nhật trình, còn tự cao lấy một cuốn sách đem lại đi văng dở ra mà coi. Cẩm Hương để cái bóp trên bàn, ngồi ngó cùng nhà rồi hỏi Tất Đắc rằng: té ra ba ông ở chung một nhà hay sao? Phải, ba anh em tôi ở chung. Hai ông đây có vợ hay chưa? Chúng tôi tu hết có vợ sao được? Cậu chớ nói chặt chẹo hoài, phải có đờn bà đặng người ta lo đi chợ nấu cơm cho mà ăn chớ. Ở đất Sài Gòn cần gì phải lo nấu cơm chị, trong thành xăng đá mấy có đàn bà, mà lính cũng có cơm ăn vậy. Nói gì mướn đầu bếp sao bằng vợ, muốn bằng vợ thì phải mướn đầu bếp đờn bà. Ê, đừng nói xàm nào, nói thiệt chớ nói xàm, thiên hạ họ mướn đờn bà ở nấu ăn thiếu gì. Cậu nói chuyện, cậu diễu cợt nghe phát ghét vậy mà có nhiều người ưa nghe tôi nói chuyện lắm đa họ nghe tôi nói chuyện cả giờ mà họ chưa đã thèm họ còn ân cần mời tôi lên nhà nói nữa đặng cho họ nghe tôi biết mà cậu khỏi khoe hôm nay cậu suy nghĩ rồi hay chưa sao không xuống trường học mà trả lời cho tôi biết suy nghĩ về việc gì việc tôi nói với cậu hôm trong hội trợ đó hôm đó chị nói cả trăm chuyện tôi có nhớ chuyện gì đâu chuyện tôi muốn làm mai cho cậu đó mà à tưởng chuyện gì chớ chuyện đó tôi suy nghĩ rồi suy nghĩ rồi cậu nhất định sao đó cậu chịu hay không chịu không chịu tại sao mà không chịu cậu chê con bạch yến chỗ nào đâu cậu nói cho tôi nghe thử coi tôi chê cô nhiều khoản lắm mà có ba khoản này tôi chê gắt một cô là gái mới lớn lên mà nhan sắc cô quá đẹp hai cô là con gái nhà giàu mà lại con một nữa ba bà huyện là mã của cô trơn chất mà đúng đắn hết sức người ta như vậy mà chê nỗi gì? Tại như vậy nên tôi mới chê chứ, bởi vì ba tánh chất ấy không hợp với cái óc của tôi. Vậy chớ phải thế nào mới hợp? nếu tôi phải cưới vợ, thì tôi kén chọn một cô cả tháng không có một cắc bạc ở trong túi mà không buồn, mặc áo cũ hoặc áo rách mà không hổ, nhịn đói cả ngày mà cũng không than. Chị có giỏi, chị kiếm người như vậy mà làm mai, thì tôi mới ưng. Cậu cứ diễu cợt hoài. Tôi nói thiệt chớ phải nói chơi với cậu hay sao mà cậu pha lưỡng. Tôi cũng nói thiệt vậy chớ, thôi, nói xàm hoài, mất thì giờ quá. Tôi hỏi gắt cậu, vậy chớ cậu muốn con Bạch Yến hay không? Như muốn thì tôi làm mai cho, bằng không thì thôi. Nói phứt một tiếng đặng tôi về, mà cô Bạch Yến bận rách, nhịn đói, cả tháng không có một cắc bạc, cô chịu được hay không? Người ta là con nhà giàu, cái gì mà chịu đói, bận rách cô giàu mà tôi không giàu huế cô chịu làm vợ tôi thì cô phải ở theo tôi thì chắc chắn cô phải nhịn đói bận rách nếu cô dám chịu như vậy thì tôi sợ gì mà chạy cô tôi tính làm mai chỗ đó cho cậu vì tôi với cậu là chị em đồng hương tôi thấy cậu không có chỗ ăn chỗ làm tấm thân phải vất vả tôi thương nên tôi muốn cho cậu có chỗ nương dựa đặng sung sướng tấm thân một chút tại tôi thờ chủ nghĩa bất cần lao nên tôi không thèm làm việc chi hết, chớ phải tôi thất nghiệp đâu. Để tôi nói cho cậu nghe mà, cậu cứ diễu ngoài. Tự cao muốn để cho cô Cẩm Hương nói hết công việc làm mai ra thế nào, nên can tất đắc rằng, bà đốc lấy tình chị em mà đãi anh, vậy anh chưa nên nói diễu nữa chứ. Anh phải để cho bà đốc nói hết công chuyện, rồi như có chỗ nào không vừa ý anh, thì anh sẽ cải, có muộn gì. Cô Cẩm Hương ngó tự cao mà nói rằng cậu này thiệt là kỳ lắm mà. Tôi thương cậu, tôi muốn tính dùng việc trăm năm cho cậu mà cậu cứ diễu cợt hoài. Tất đắc dùn vai mà cười, cô Cẩm Hương nói tiếp rằng, hôm trước tôi đã nói với cậu, bà huyện giàu lắm, tiền bạc nhiều, có nhà cửa tử tế lại có phố, có ruộng nữa. Bà có một mình con Bạch Yến mà thôi, nên bà cưng lắm, nó muốn gì cũng được hết. Cậu mà được vào nhà đó, thì cậu nằm không mà ăn rồi cậu muốn thờ chủ nghĩa gì đó cậu thờ khỏi làm việc chi hết người ta giàu có lại có một đứa con hễ mình cưới rồi thì về đó mà ở dắt đi làm chi mà sợ chịu nhịn đói bận rách võ lộ chen vào nói rằng được như lời bà đốc nói đó thì hạp chủ nghĩa của anh tất đắc lắm có lý nào ảnh không chịu nhưng còn ngại một điều này là người ta như vậy không biết bà đốc làm mai mà người ta có ưng hay không chớ cẩm hương cười mà nói rằng nếu tôi liệu không được thì tôi có lãnh làm mai chi cho thất công thiệt chỗ đó không phải lơ mơ tuy cậu tất đắc có danh con nhà quan lại có học bên tây nhưng mà bây giờ cậu hết sự nghiệp lại không có chỗ ăn chỗ làm dễ gì mà nói người ta gà tôi chắc có một mình tôi làm mai được là vì người ta tin cậy tôi lắm hễ tôi nói thì người ta chịu như bà đốc nói đọc thì tôi cũng chắc anh tất đắc cũng sẽ ưng vậy chứ sao cậu ưng hay không nói phớt đi, tất đắc chím cười, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với cô Cẩm Hương rằng, thiệt tôi không tính cưới vợ, ngặt chị ép quá, nếu tôi không chịu thì mít lòng chị. Chịu thì tôi chịu, song tôi còn ái ngại một điều này, bình sinh tôi chẳng hề yêu cầu ai một việc gì. Này chị lãnh làm mai cho tôi nói mà cưới cô Bạch Yến. Ví như cô ưng, thì chẳng nói làm chi, nếu cô chê tôi, cô không ưng thì thất thể diện tôi quá. Xin cậu đừng lo, tôi hứa với cậu, thì tôi sẽ làm y như lời hứa. Chị hứa lời hứa làm mai, còn sự nói được hay không được làm sao chị dám bảo kiết. Chín, tôi bảo kiết, nếu tôi nói không được thì cậu kêu tôi bằng em, chờ đùng có kêu chị nữa. Thế thì cô Bạch Yến có chịu an rồi hay sao mà chị phấn chấn quá vậy? Ê, đừng nói khùng nữa, người ta là con nhà tử tế, khéo nói bậy nói bạ. Tử tế thì tử hứa. Sắp chuyện đó mình cũng phải coi chừng chứ Cậu này nói chuyện nghe chết được Không, nói chuyện mà nghe chờ dầu có chữ oan đi nữa Tôi nôm mười, tôi chẳng sợ gì Tôi ngại là ngại chị nói không được rồi thất thể diện tôi Tôi nói làm mai được Như tôi nói được thì cậu mới tính làm sao với tôi Nếu chị nói được thì chị tính thế nào tôi cũng chịu hết Cậu phải đền ơn cho tôi hai ngàn đồng bạc Cậu chịu hay không? Được cậu làm giấy cho tôi cầm đi. Nãy giờ tôi diễu chơi với chị, chớ chuyện này không phải dễ đâu. Thân phận tôi như vậy mà tôi tính trèo cao quá, sợ phải té nặng. Biết ai là cao, còn ai là thấp, cậu. Cao thấp gì cũng tại nơi mình chớ. Tự cao chen vô nói rằng, bà Đốc nói lời ấy đúng lắm. Ở đời mình phải trọng lấy mình, mình phải cho mình cao chớ. Sao mà hạ mình rồi kiêng nể người ta? Tất đắc chề môi lắc đầu rồi đáp rằng, anh nói theo chủ nghĩa tự cao của anh anh nói như vậy là vì anh không thấy bà huyện là má của cô bạch yến chớ chi anh gặp bà như tôi gặp hôm trước thì anh hết tự cao được bà cao thượng oai nghiêm lắm sao không phải vậy thường tôi gặp nhiều bà làm cao làm nghiêm tôi coi cũng như không tôi có kể gì đâu anh bà này không làm cao không lập nghiêm bà nói chuyện nghe ôn hòa trơn chất bà giàu mà không trưng diện bà cao mà không kiêu căng mình thấy mình mới kiêng chớ. Nếu anh được làm rể nhà đó, anh có bà mẹ vợ như vậy, thì đúng lắm, còn ngại là sao? Bởi bà đứng đắn, nên tôi mới ngại, mình đi nói vợ trong nhà như vậy, trước khi người ta chịu gả, tự nhiên người ta dọ dẫm coi mình là hạng người nào, gốc gác ở đâu, học có bằng cấp nào, bề làm ăn ra sao? Hỏi gốc gác thì tôi không lo, bởi vì dâu thế nào tôi cũng gốc con nhà quan. Còn hỏi tới mấy khoản kia, thì chắc tôi rớt liền, bởi vì tôi đi Tây học 6-7 năm mà không có bằng cấp nào hết, còn bề làm ăn thì tôi mắc lo thờ chủ nghĩa, bất cần lao, nên không có nghề nghiệp, mới làm sao mà nói với người ta. Ờ, cái đó khó thiệt. Cô Cẩm Hương nói rằng, không khó đâu, tôi nhớ hôm trước tôi giới thiệu với mẹ con bà huyện, tôi nói là bác vật phải không? Tất đắc cười ngất rồi đáp rằng, phải. Hôm trước chị kêu tôi bằng bác vật nghe ngon quá, mấy cô tưởng bác vật thiệt mấy cô chịu giữ. Thôi, bác vật lỡ rồi, thì bác vật luôn đi chớ đổi chức sao được. Ê, chị tính thế đó hiểm nghèo lắm, mình trưng bác vật, nếu người ta hỏi bác vật về khoa gì, canh nông hay kiều lộ hay là điện khí, rồi mình mới nói khoa nào. Mình nói khoa thương mãi được hôn, trời ơi, bác vật gì mà bác vật thương mãi chị. Thôi thì nói bác vật về khoa canh nông được hôn, mình nói như vậy, người ta đến sở canh nông người ta hỏi rồi lòi chành. 11. Con gì? Không có hỏi đâu, mẹ con bà huyện tin tôi lắm. Mà ở nhà hai mẹ con Bạch Yến có anh em trai đâu mà sợ họ tộc mạch đi hỏi đon hỏi gen. 12. Tuy không có anh em, song người ta cũng có bà con chứ. Ví như có một người bà con họ đi hỏi dọ rồi làm sao? Cẩm hương ngồi suy nghĩ một lát rồi cô hỏi tất đắc rằng. Thôi để tôi nói cậu có bằng cấp mà đi tìm mỏ vàng, mỏ bạc đó, nói như vậy được hôn xứ mình đâu có mỏ vàng mỏ bạc mà mình trưng bác vật về khoa đó bởi không có nên họ biết lối họ mới hết hỏi tôi định để tôi nói như vầy cậu qua bên tây cậu học cái môn tìm mỏ vàng mỏ bạc cậu thi đậu bác vật cậu về hôm tháng riêng ngặt trong xứ mình không có mỏ nên cậu dùng tài học của cậu không được mới hôm tháng trước đây có một hội tư bồn ở bên tây họ sai một người quản lý qua sài gòn đặng tổ chức cuộc tìm mỏ vàng mỏ bạc phía bên lèo thương người ấy biết tài cậu, nên kiếm cậu mà cậy quản suất cuộc tìm mỏ, hứa cho cậu ăn lương mỗi tháng 600 đồng, lại hễ đi tìm được. Hội suất vốn khai mỏ mà có lời thì hội sẽ cho cậu huê hồng 2% trong số lời mỗi năm. Ông quản lý đã gửi thơ về cho ban trị sự bên Pháp, đợi hễ ban trị sự trả lời thì cậu sẽ lên lèo thượng mà tìm mỏ. Tôi tính nói như vậy đó, cậu coi được hay không? Tự cao với võ lộ đồng khen cầm hương tính hay? nói như vậy thì không thế nào họ dọ dẫm cho ra mối nồi. Tất đắc chúng chím cười rồi hỏi cô Cẩm Hương rằng, chị tính nói như vậy thì nghe được lắm. Mà nói đợi bên Pháp trả lời rồi mình lên lèo, xong bên Pháp không trả lời trong một hai tháng chẳng nói làm chi, đến năm bảy tháng cũng không trả lời trả vốn chi hết, rồi mình mới nói làm sao nữa. Ôi, hễ cưới được rồi thì thôi, dù sao có đổ bể cũng không hại gì cậu là người lanh lợi cậu kiếm chuyện cậu nói đặng giải cái nghi của vợ cậu không được hay sao được mà thôi chuyện đó là chuyện về sau khoan nói đã bây giờ để lo chuyện hiện tại trước chị biểu tôi nói vợ mà tôi không có quần áo cho đúng không có tiền bạc chi hết mới làm sao đây cái vấn đề đó là một vấn đề vô phương giải quyết giữ hôn thứ chuyện đó mà lo giống gì tôi bao cho cậu đừng lo chị thương tôi đến thế hay sao tôi với cậu chị em đồng hương hồi tôi còn nhỏ ông bà thương tôi lắm lúc tôi dạy học tại trường tỉnh ông bà gửi cậu trong nhà tôi mà cậu đi học mấy năm tôi coi cậu cũng như em ruột của tôi vậy nay ông bà khuất rồi tôi thấy thân cậu vất vả tôi đau lòng lắm tôi chịu không được nên tôi mới lập thế giúp cậu có chỗ đặng mà nương nhờ cho sung sướng tấm thân dầu tôi phải tốn hao năm bảy trăm mà cậu lập thân được thì tôi không nệ gì cậu đừng lo tất đắc nghe lời nhơn nghĩa ấy thì cậu cảm xúc nên ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng hôm nay tôi tưởng là việc vui miệng nói chơi tôi không dè chị thương tôi đến nỗi cố tâm lập thân cho tôi nếu được vậy tôi cảm ơn chị lung lắm ừ thôi từ giày sắp lên đừng có nói diễu nữa đa thôi tôi không dám diễu nữa đâu mà tôi tỏ thiệt với chị trong việc này tôi ái ngại quá còn ngại cái gì nữa đó tôi sợ mình đi nói mà người ta không ưng thì mình hổ thẹn quá tôi đã nói với cậu, hễ tôi làm mai thì chắc được mà. Chắc thiệt hôn, sai lại không chắc, nếu tôi nói không được thì cậu đừng có thèm kêu tôi bằng chị nữa. Nè mà như tôi làm mai được, thì cậu mới tính làm sao mà đền ơn cho tôi. Tôi đã nói chị muốn thế nào cũng được mà, tôi muốn cậu thưởng tôi hai ngàn đồng, cậu chịu hôn. Một đồng tôi cũng không có, làm sao cho có tới hai ngàn đồng mà thưởng cho chị. Trường cưới xong rồi cậu sẽ thưởng chớ mà tôi không buộc cậu thưởng một lần, cậu có trăm nào cậu thưởng trăm ấy, thưởng lần cho đủ số hai ngàn cũng được. Cậu chịu hôn, chị muốn mấy ngàn cũng được hết, xong phải cưới cho được kia chớ. Chớ sao, tôi xin phân chứng với hai ông đây, nghe hôn, hể cậu tất đắc cưới được con Bạch Yến rồi thì cậu thưởng cho tôi hai ngàn đồng. Ý, mà nói miệng không được. Cậu phải làm giấy cho tôi cầm tôi mới tin. Ông giáo cho tôi một tờ giấy ông giáo. Cô cẩm hương vừa nói vừa bước lại bàn viết, chỗ võ lộ ngồi. Võ lộ đưa cho cô một tờ giấy trắng, cô mượn luôn viết mực, rồi đem lại để trước mặt tất đắc mà nói rằng, cậu cầm viết viết đi. Phải viết thế nào bây giờ? Cậu đề ngày trước đi, rồi tôi nói cho cậu viết. Đề ngày rồi, viết nè, tôi ký tên dưới đây là Châu Tất Đắc, 26 tuổi, làm tờ này mà giao kết với cô Cẩm Hương, 35 tuổi, đốc học trường tư, nữ lưu học hiệu, tại chợ cầu kho. Như vậy, nếu tôi cưới được cô Bạch Yến mà làm vợ thì tôi sẽ thưởng công làm mai cho cô Cẩm Hương một số bạc là 2.000 đồng. Số bạc này tôi đưa lần lần, sau khi cưới vợ, đưa chừng nào đủ số 2.000 thì thôi, không có tiền lời. Muốn cho có đủ bằng cớ, nên tôi làm tờ này cho cô Cẩm Hương cầm. Nếu tôi không giữ lời giao kết trên đây thì cô Cẩm Hương được đem tờ này đến tòa hộ kiện tôi mà đòi cho đủ số bạc 2.000. Thôi cậu ký tên đi tất đắc ký tên rồi đưa tờ giấy cho cô cẩm hương cô vừa đọc lại vừa cười rồi cô xếp bỏ vô bóp tự cao bước lại gần nói rằng tôi tưởng nên viết thêm một câu nữa mới phải cẩm hương hỏi viết thêm câu gì thêm câu như vậy nếu tôi không cưới được cô bạch yến bất luận cớ nào thì tờ này kể bỏ muốn thêm như vậy thì thêm đi cẩm hương trao tờ giấy lại cho tất đắc viết thêm câu ấy rồi mới cất cô hỏi tất đắc bây giờ áo quần cậu có những gì đâu, cậu nói cho tôi nghe thử coi. Tôi có vài bộ đồ tây trắng, mà nó đã sưởi 13, cửa tay, sưởi bâu rồi. Cậu không có đồ nỉ hay sao? Không có, vậy phải đặt may một bộ đồ nỉ cho đúng mốt đặng bữa đi coi mà bận cho đúng lễ. Rồi phải may một bộ, tốt so, 14, với ít bộ đồ trắng nữa đặng sau đó làm gì mà bận, chớ bận một bộ đồ hoài, coi sao cho được. May nhiều tốn tiền lắm không hại gì cậu có sơ mi giày nón vớ bâu nơ mười lăm cà vạt hay không có mà đồ bậy bạ coi xấu quá thôi để tôi mua đồ mới hết thảy đi chớ đồ cũ bậy bạ coi không tốt tùy ý chị nè mà tôi nói trước tôi không có tiền đa tôi bao sẵn bữa nay chúa nhật tôi dành thôi cậu đi với tôi ra bến thành đặng đặt may áo quần và mua đồ luôn thì sắm đồ cho sẵn đặng hễ tôi nói mà người ta chịu, người ta mời tới nhà, thì cậu có áo quần mà mặc cho tử tế. Chị muốn đi thì đi, tất đắc vô buồn thay đồ tây rồi cô cầm hương kêu hai cái xe kéo lại mà đi với nhau. Tự cao ngó võ lộ mà cười và nói rằng anh tất đắc cưới vợ như vậy thì hợp với cái chủ nghĩa bất cần lao của ảnh quá, mà ảnh còn dục giặc chớ. Toa coi phải nhờ mà lấy cái chủ nghĩa của mà 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 khuyến khích ảnh nên ảnh mới chịu đó hôn võ lộ gật đầu mà cười